Sáng nay, ngày 25 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bá Thước, Công ty Cổ phần Aligro Hà Nội tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Điền Quang, huyện Bá Thước. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Aligro Hà Nội tặng quà cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Điền Quang. Mỗi hộ một số quần áo thu đông, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước, Hội Doanh nghiệp huyện và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bá Thước tặng mỗi gia đình 500.000 đồng và một thùng mì tôm, tổng trị giá 67 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện quan tâm chia sẻ của các đơn vị với hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Điền Quang, giúp các hộ đón Tết ấm áp hơn.